Xin chào các bạn Trong bài học hôm nay Gà Excel hướng dẫn các bạn Cách để xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong Excel Thì trong cái bài học này Mình sẽ phân tích 10 triệu cái hàng dữ liệu nhá Thì như các bạn biết ý, Thì Excel sẽ giới hạn là gì Chỉ hơn một triệu dòng thôi Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách để xử lý làm sao với một cái dữ liệu lớn Hơn 10 triệu dòng như thế nào Thì cái dữ liệu đầu vào của mình sẽ là các cái file CSV Thì ở đây mình có tất cả là gì ạ Mình có tất cả là khoảng 11 file CSV đó, thì mình có tất cả là 11 file và mỗi một file đây thì dữ liệu nó rất là lớn nhá mình sẽ mở mỗi một file lên cho các bạn đấy thì cái file này sẽ gồm các trường thông tin là gì ngày này, mã hàng này doanh thu và chi phí đó thì mỗi một cái file này nó có khoảng là gì ạ à, khoảng gần một triệu dòng đó thì đấy là cái nội dung của cái file CSV thì mình sẽ tổng hợp dữ liệu các file CSV này vào gì ạ vào một cái file Excel À, thì các bạn có thể tạo một file Excel mới hoàn toàn hoặc là gì ạ ở đây mình sẽ có một cái file Excel có sẵn rồi thì tại sao mình lại làm cái file Excel này thì cái file Excel này nó sẽ có thêm các thông tin bổ sung ví dụ như là gì ạ mình sẽ có các cái danh sách các mã cửa hàng thì các cái mã cửa hàng này chính là gì ạ chính là cái mã cửa hàng ở các file CSV đấy thì mình sẽ bổ sung thêm thông tin là gì ạ từng cái mã cửa hàng nó sẽ nằm gì ạ nó sẽ nằm ở tỉnh nào và một cái sheet là danh sách tỉnh thì mỗi một tỉnh thì nó sẽ thuộc cái khu vực nào thì một số bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại không gì ạ mình lại không thêm các trường thông tin này vào các file csv này bởi vì nếu như mà các bạn thêm vào ấy, thì cái file dữ liệu của bạn nó rất là nặng nó sẽ thêm hàng triệu dòng cơ đó hàng chục triệu dòng và gì ạ cho các trường thông tin liên quan đến tỉnh và khu vực đấy, nó rất là thừa đấy là nội dung vì sao mà mình phải tách ra thành các bảng thì khi mà làm việc với một lượng lớn dữ liệu ấy, thì mình sẽ không lên là gì ạ mình sẽ không lên tổng hợp tất cả vào một cái sheet dữ liệu và các bạn nên chia thành các bảng mình tối ưu hóa dữ liệu đúng không ạ thì đấy là cái cách để các bạn tổ chức với một dữ liệu lớn ok bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé đây là mình đang mở cái file excel này của mình lên gồm có cái danh sách tỉnh và danh sách cửa hàng ok mình sẽ tạo một cái một cái sheet mới đi đấy. thì cái nội dung của bài học ngày hôm nay ý, mình sẽ kết hợp là diện kết hợp uh, uh, pivot table và mình sẽ sử dụng Power Query nhé. đó thì nội dung cũng khá là hay. thì đầu tiên đây là cái sheet mà mình mới thêm nhé. các bạn chú ý mình sẽ để cái link tải file thực hành trong phần mô tả phía dưới video. tốt nhất ấy, là các bạn tải về, các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình. À, đây là cái sheet một nhé. thì bây giờ các bạn sẽ làm như sau nhé. mình sẽ vào thẻ Data và các bạn sử dụng cái Power Query. thì các bạn lưu ý nhé Power Query nó mặc định nó đã có trong Excel từ 2016 trở lên rồi đó thì nếu như các bạn dùng bản Excel cũ thì các bạn sẽ không có cái chức năng Power Query mà các bạn phải cài add in thì ở đây mình dùng Excel 365 thì nó có diện nó có sẵn Power Query rồi nhá đấy các bạn sẽ vào thẻ data các bạn sẽ chọn cái get data các bạn sẽ chọn cái from file thì ở đây mình là các file CSV tuy nhiên mình sẽ không tích vào đây mà mình sẽ mở từ cái folder bởi vì sao các bạn mở từ folder các bạn sẽ lấy dữ liệu của tất cả các file trong folder đấy đúng không? Thì sau này nếu như các bạn có thêm các file CSV ý, thì các bạn bổ sung vào cái folder của mình đây. Thì uh, ví dụ ở đây mình có tất cả là 11 file, nếu như các bạn sau này các bạn có thêm các file khác của năm 2024, 2025 chẳng hạn thì các bạn cứ vứt vào đây thì Power query nó sẽ tự tự thêm các cái file đấy vào nhá. Ok. Thì uh, khi các bạn chọn folder rồi đúng không? Các bạn sẽ browse để các bạn trở đến cái folder của mình đúng không? Thì ở đây mình đang để ở desktop nhé folder của mình là ở trong cái đây. Đấy, các bạn chọn đúng cái nơi mà chứa cái folder của mình nha các bạn bấm ok. Đó, thì folder của mình sẽ là cái folder CSV file này làm ở desktop và mình để ở trong một cái folder là 10 triệu dòng dữ liệu đúng không? Đó, các bạn sẽ bấm ok. Đó thì nó sẽ load dữ liệu vào Power Query thì các bạn sẽ thấy là gì nó sẽ tóm tắt cho các bạn dữ liệu của mình gồm có từng cái file đó nó sẽ có cái thông tin về các cái file này như ngày tạo ngày sửa đúng không đó nó có rất là nhiều thì ở đây các bạn sẽ chọn là gì các bạn sẽ tích vào cái tam giác ở cái phần combine này các bạn sẽ chọn là combine và transform data nghĩa là gì ạ nghĩa là nó sẽ gộp dữ liệu của 11 cái file này và nó sẽ transform để mình có thể chỉnh sửa nhá các bạn tích vào đây để các bạn chờ một lát đó thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ là combine các file tức là nó sẽ kết hợp cái file này lại với nhau. Đây là các trường thông tin. thì đây là cái file đầu tiên là file mẫu thôi nhá. đó. thì nó sẽ hiện một số cái dòng thông tin ở đây thôi chứ nó không hiện đủ. gồm có ngày tháng này, mã cửa hàng, doanh thu và gì và chi phí. đó. các bạn sẽ bấm ok cho mình. Đó, các bạn chờ một lát, nó sẽ mở cái cửa sổ power query cho các bạn. đó. các bạn thấy không? thì đầu tiên là cái sort chấm nem tức là cái nguồn của cái file đúng không đây là có thông tin về ngày này mã cửa hàng doanh thu uh, chi phí đó thì mình có tất cả các thông tin này thì cái tên của file thì mình không cần thì các bạn có thể nhớ chuột phải các bạn remove đi nhá mình không cần cái tên file tiếp theo là cái tên của cái query này thì mình sẽ diện mình sẽ đổi tên ví dụ mình sẽ ghi là gì ạ? là phân tích dữ liệu đúng không phân tích dữ liệu tổng hợp nhá các bạn đặt tên là gì cũng được ví dụ mình đặt vậy thôi đó thì các bạn enter này đó mình sẽ được một cái query là gì ạ là dữ liệu của một cái file này của mình nhé đó. À, các bạn lưu ý nhé ở trong cái power query các bạn có thể thêm được một số cái cột chức năng khác thì ở đây ví dụ mình thêm một cái cột là cột năm chẳng hạn đúng không thì ở đây ví dụ mình s column này mình sẽ thêm một cái custom column mình sẽ add thêm một cái cột năm để đắt nữa mình sẽ phân tích dữ liệu mình có thêm một cái cột năm đúng không mình đặt tên là năm hoặc là y ví dụ mình đặt tiếng việt đi là năm đúng không? Thì các bạn xuống dưới các bạn sẽ nhập công thức 5 thì sẽ bằng gì? Đấy? Các bạn sẽ dùng cái hàm bia này. Đó. Thì ở đây mình sử dụng hàm bia các bạn sẽ lại xuống dưới các bạn sẽ ghi là date.year nhé. Đó, các bạn tích tích chuột trái vào đây. Đó. Date.year các bạn mở ngoặc ra. Các bạn chọn chấm bia của cái cột gì? Của cái cột ngày này. Đó, các bạn tích đúp vào cái cột ngày nhé. Đó. Hoặc các bạn tích vào cột ngày các bạn bấm insert nhé. Thì ở đây mình tích đúp vào cột ngày đó các bạn sẽ đóng học đơn này lại thì các bạn lưu ý nhé khi mà các bạn lập công thức ấy nếu như mà cái công thức của bạn đúng ấy thì nó sẽ hiện cái chữ tích v màu xanh này này đó là lâu syntax error tức là việc cái cú pháp của bạn không bị lỗi ví dụ ở đây mình xóa cái dấu ngoặc đơn đi nhá ví dụ ở đây mình xóa cái dấu ngoặc đơn này đấy các bạn thấy chưa thì nó không có cái tích xanh tức là công thức của mình nó chưa đúng đúng không đó đấy. thì khi mà các bạn nhập công thức đúng ấy thì nó có cái tích xanh này các bạn sẽ bấm ok đấy thì như vậy mình có thêm một cái cột là cột năm thì thêm cột này các bạn có thể thêm ở gì ạ? ở cái file dữ liệu nguồn là file csv tuy nhiên ở đây mình sẽ sử dụng thêm cái cột nằm ở trong power query ok thì sau khi các bạn xong rồi đúng không thì các bạn có một cái gì ạ? có một cái là phân tích dữ liệu đúng không bây giờ các bạn sẽ vào cái home các bạn chọn này là gì ạ close and load nhá. Đấy. các bạn chọn cái dưới này này close and load to để mình có thêm các tùy chọn nữa Ok thì nó sẽ hiện một số cái tùy chọn ở đây. Thì thứ nhất các bạn không thể chọn table được bởi vì sao ạ? Bởi vì dữ liệu mình tổng hợp 11 file ấy nó hơn 10 triệu dòng cơ. Thì nó sẽ không gì không thể điền đầy vào cái sheet này được bởi vì cái sheet này chỉ xử lý hơn 1 triệu dòng thôi. Đó. Thì các bạn có thể chọn pivot table report hoặc là pivot chart. Ở đây mình khuyên các bạn là nên chọn cái only creative collection đúng không? Bởi vì mình chỉ cần lấy cái kết nối đấy thôi thì sau đó mình cần thông tin gì thì mình sẽ lấy ra file Excel thôi đó tiếp theo các bạn nhớ là chọn cái exit data to data model để lát nữa mình sẽ diện mình sẽ thêm các cái trường thông tin là cái danh sách tỉnh danh sách cửa hàng tất vào tất cả vào cái data model để các bạn tạo một cái pivot table để mình lấy dữ liệu liên kết giữa các các cái trường thông tin này với nhau đúng không đó thì các bạn sẽ tích chọn là exit data to data model đúng không các bạn sẽ bấm ok các bạn chờ một lát nhé đó cái này của mình nó thu nhỏ các bạn sẽ không thấy được là nó sẽ load dữ liệu các bạn phải chờ một lát nhé Load dữ liệu nó hơn một hơn 10 triệu dòng cái này thấp quá mình bây giờ nó đang chạy cho nên mình không mở rộng cái cửa sổ query này lên cho các bạn được ok đây thì sau khi mà các bạn nó đã diễn nó đã query nó combine xong đúng không đó các bạn thấy chưa thì tổng dữ liệu 11 file của mình ấy nó diện nó chính là cái bảng mà lúc mình đặt là phân tích dữ liệu tổng hợp đúng không thì nó có tất cả là diện hơn 10 triệu dòng được lốt gần 11 triệu dòng đó thì các bạn sẽ thấy các trường thông tin này ngày mã cửa hàng doanh thu chi phí và năm thì cái năm này là chính là cái mình tạo mới trong diện trong cái power query mà cái dữ liệu nguồn là file csv nó không có đúng không đó các bạn thấy không rất là hay thì các bạn có thể diện các bạn có thể sử dụng pivot table cho diện cho cái cho cái tổng hợp này rồi nhá đó ví dụ các bạn muốn lấy danh sách cửa hàng rồi gì ạ các bạn sẽ à, đây ví dụ mình sẽ sử dụng pivot table luôn nhé. các bạn insert này pivot table đúng không đó thì các bạn sẽ sử dụng là gì ạ use this workbook data model đúng không đó mình sẽ đặt ở pivot table ra cái ô này đúng không các bạn sẽ bấm ok này đó. thì lúc này các bạn có thể hoàn toàn các bạn có thể xử lý được dữ liệu ví dụ mình lấy gì ạ? lấy các mã cửa hàng hoặc mình lấy năm đi đến năm thì các bạn thấy chưa mình sẽ có tất cả là 5 năm đúng không mình sẽ lấy cái doanh thu này đó các bạn thấy chưa doanh thu mình sẽ lấy chi phí chẳng hạn đúng không đó. thì các bạn hoàn toàn có thể các bạn hoàn toàn có thể uh, tạo được gì ạ mình hoàn toàn có thể phân tích dữ liệu cho gì cho hơn 10 triệu dòng ở đây rồi đúng không thì ok bây giờ mình sẽ không tạo cái pivot table này nhá đó, mình sẽ không cần cái pivot table này các bạn xóa cái này đi đấy là mình nói cái cách để các bạn, hoàn toàn các bạn đã phân tích và xử lý được dữ liệu này rồi nhá. Bây giờ mình xóa cái này đi. Mình xóa cái bảng table này. Ok, bây giờ bây giờ mình sẽ add thêm hai cái thông tin là cái danh sách cửa hàng gồm có mã cửa hàng và tỉnh, thêm một cái bảng là gì ạ? À, các cái tỉnh nó thuộc khu vực nào đúng không? Và mình sẽ kết hợp giữa ba cái bảng này, gồm hai bảng này và một cái bảng là bảng tổng hợp kia là kết hợp của các file CSV đúng không? đó. Bây giờ mình sẽ tích vào một cái ô của cái sheet uh, danh sách cửa hàng này nhé. Các bạn sẽ vào cái thẻ data. Các bạn sẽ uh, tạo cái gì Các bạn tạo một query from table range này này. đó. Các bạn nó sẽ mặc định nó chọn tất cả cái vùng dữ liệu này nhé. Các bạn nhớ tích chọn my table head header nhé, đúng không? Các bạn bấm ok này. đó. thì nó sẽ có một cái table ở đây. Các bạn mở rộng ra thì ví dụ mình đặt tên table bồ này là cửa hàng đi, chẳng hạn thế nhá, hoặc đây là mã tỉnh đi, Đấy, ví dụ là các bạn sẽ đặt là mã tỉnh, Đấy. hoặc các bạn đặt là tỉnh thôi Mình để là mã tỉnh đúng không? đó, thì như vậy mình có một cái table bồ là mã tỉnh rồi đúng không? đó, bây giờ các bạn uh, thu nhỏ cũng được mà các bạn đóng cũng được đúng không? ví dụ mình đóng lại đi, hoặc các bạn chọn là uh, các bạn tích vào cái mã tỉnh này nhá, các bạn chọn là cái and Lotu này, đó, các bạn cũng tạo ở các bạn chỉ tạo cái collection thôi nhá các bạn cũng add cái gì ạ? cái dữ liệu này vào cái data model. Ok. Đó. Thì như vậy các bạn sẽ thấy thêm một cái mã tỉnh, cái table mã tỉnh này. Đó, ở đây, đúng không? Tương tự các bạn vào cái danh sách tỉnh này. Các bạn vào thẻ data, các bạn cũng from table range. Đấy, các bạn sẽ bấm ok. Các bạn chờ một lát. Đấy, ví dụ mình đổi tên ở đây là mã khu vực chẳng hạn nhé. Đó, các bạn enter này. Đấy, các bạn mở cái phần query ra thì như vậy mình có tất cả là gì ạ ba cái bảng là cái bảng phân tích dữ liệu tổng hợp chính là diện kết hợp của các file CSV kia là hơn 10 triệu dòng ngoài ra mình có hai cái bảng phụ là bảng mã tỉnh là diện danh sách các cửa hàng nó thuộc tỉnh nào và thêm một cái bảng tiếp theo là các cái tỉnh đấy nó thuộc khu vực nào đúng không thì như vậy dựa vào các cái mối liên kết này mình hoàn toàn mình có thể lấy doanh thu cho phần diện cho phần các khu vực đúng không thì cái khu vực này mặc dù nó không có không có trường doanh thu nhưng mình vẫn tính được dựa vào đâu ạ dựa vào cái tỉnh À, cái tỉnh thì lại dựa vào cái mã tỉnh và các cửa hàng, rồi các mã cửa hàng lại dựa vào cái gì? cái bảng dữ liệu này, gồm có mã cửa hàng và có doanh thu. họ thì mình hoàn toàn có thể tính được như vậy nhé. Bây giờ các bạn sẽ tích vào cái cái table của mã khu vực đúng không? Các bạn cũng chọn là cloverlot các bạn cũng chọn là gì S data to the data model đúng không? Các bạn cũng chỉ tạo cái kết nối thôi nhá. only creative collection. Ok. đó thì như vậy các bạn đã có thì các bạn đã có ba cái gì ba cái query là ba cái bảng ở đây là khu vực này mã tỉnh và một cái bảng dữ liệu tổng hợp là dữ liệu chi tiết đó bây giả sử các bạn nếu như chẳng may các bạn đóng cái cửa sổ này làm sao các bạn hiện lại nhé thì các bạn sẽ vào thẻ data này nó sẽ ở cái phần gì ạ phần query and connection này các bạn tích vào đây đó thì nó sẽ hiện lại cái bảng này cho các bạn thôi ok bây giờ mình muốn tạo pivot table ở cái sheet một này đi nhá mình sẽ phân tích trên cái sheet một sheet mới này các bạn sẽ vào cái thẻ insert các bạn sẽ chọn là pivot table Đấy, thì nó sẽ mặc định nó sẽ use this data model bởi vì mình đã add ba thì ba cái bảng này vào cái data model rồi đúng không thì nó sẽ tạo pivot table cho cái data model là ba cái bảng này Đấy, các bạn chọn editing worksheet mình tạo pivot table ra cái ob2 của cái sheet này nhé các bạn bấm ok đó thì như vậy là mình sẽ có gì ạ mình sẽ có ba cái bảng này mã khu vực mã tỉnh và cái phân tích dữ liệu bây giờ ví dụ các bạn sẽ chọn cái khu vực vào cái râu này nhé bây giờ nếu như mà các bạn kéo doanh thu từ cái bảng phân tích dữ liệu tổng hợp này ví dụ các bạn kéo doanh thu vào đây thì các bạn sẽ thấy ban đầu nó sẽ bằng nhau hết Đó, dữ liệu này nó sẽ bằng nhau hết à, ok mình sẽ để phân cách hàng nghìn nhé đó, các bạn sẽ thấy ông Nó bằng nhau hết. Tại vì sao ạ? Tại vì nó chưa có cái mối liên kết nào giữa các khu vực và cái doanh thu này. Cho nên đây là doanh thu toàn bộ nhá. Đó, thì bây giờ các bạn phải tạo được cái liên kết giữa gì ạ? Giữa khu vực với tỉnh xong lại giữa tỉnh và cửa hàng và cửa hàng nào mà có doanh thu thì các bạn mới tính được. Đó, thì khi các bạn kéo vào đây này thì cái Excel nó rất là thông minh nó sẽ phát hiện là gì? Cái mối liên kết giữa các cái table này là phải được cần thiết để tạo đúng không? thì bây giờ nó chưa có đúng không? thì các bạn có thể chọn cái auto detect tức là nó sẽ tự phát hiện cho các bạn tuy nhiên thì không phải là lúc nào nó cũng đi tích tức là nó phát hiện đúng cho nên các bạn sẽ chọn cái creative này để mình sẽ kết nối bằng thủ công đúng không mình sẽ tạo kết nối giữa các bảng thì đầu tiên mình sẽ kết nối giữa cái bảng mã khu vực trước nhé khu vực thì mình sẽ dựa vào cái tỉnh đúng không và thì kết nối với cả cái mã tỉnh cũng dựa vào cái tỉnh đúng không các bạn chú nhất tên thì không nhất thiết phải giống nhau nhưng mà cái cột thông tin nó phải giống nhau ví dụ cái cột này là đặt là provin cũng được nhé không nhất thiết phải hai cột này tên giống nhau đâu Đấy, các bạn sẽ bấm ok đó thì như vậy các bạn tạo được một cái liên kết giữa cái bảng khu vực và bảng tỉnh bây giờ các bạn phải tạo thêm một cái liên kết nữa là giữa bảng tỉnh đúng không bảng tỉnh dựa vào cái mã cửa hàng và gì ạ cái bảng là phân tích dữ liệu tổng hợp cũng là cái tên mã cửa hàng đó thì tên không nhất thiết phải giống nhau đâu nhé các bạn lưu ý là như vậy các bạn sẽ bấm ok Đấy, thì như vậy các bạn đã tạo được cái liên kết rồi rồi thì như vậy thì lúc này nó sẽ hoàn toàn tính được là gì ạ doanh thu theo khu vực luôn đó các bạn thấy không rất là hay các bạn có thể kéo cái chi phí vào đây đó các bạn muốn kiểm soát theo năm các bạn kéo năm vào column đó thì mình sẽ có là doanh thu và chi phí của từng năm đúng không đó ok bây giờ ví dụ mình bỏ chi phí ra thì mình sẽ có doanh thu của từng năm đúng không đó. các bạn cũng có thể vẽ được biểu đồ nhé đó ví dụ mình vẽ biểu đồ các bạn sẽ vào anana các bạn chọn pivot chart ví dụ mình chọn cái column nhưng mà stack này đi đó, các bạn bấm ok các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ là doanh thu theo ba khu vực đây là theo từng năm, từng màu một. Đó, stack nó chồng lên nhau nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, thì đấy là cái hoặc là các bạn các bạn switch cái này ví dụ mình kéo mình kéo năm vào đây mình kéo khu vực lên đây đi nhìn nó đẹp hơn đúng không đó thì từng năm và từng khu vực đó như vậy năm 2023 tại vì mình năm 2023 mình chỉ có đến đến tháng 6 của năm 2023 thôi. chứ mình chưa có đầy đủ cho nên các bạn nhìn thì tưởng là thấp hơn đúng không? Đó. Thì đấy là cái cái phân tích dữ liệu này. Ok, bây giờ giả sử mình muốn uh, tính lợi nhuận thì làm như thế nào nhá. Đó thì uh, ok, bây giờ mình sẽ thêm cái phần lợi nhuận như thế nào. Mình sẽ mở cái Power Query lên nhá. Ok, mình sẽ vào data, mình sẽ chọn là uh, query collection các bạn nháy phải các bạn hoặc các bạn tích lũy vào đây mình thêm một cái cột là đây SKL mình custom mình sẽ có một cái cột này. đặt tên là lợi nhuận bằng gì ạ bằng cái doanh thu các bạn trừ đi gì ạ trừ đi chi phí đó các công thức đúng này ok À, tên là lợi nhuận đúng không à, các bạn xét là home close and load đây các bạn nó sẽ nốt lại tại vì lúc đấy là gì mình thêm một thông tin các bạn chờ một lát nhé vì dữ liệu nó lớn đúng không à, các bạn chờ một lát nhé ở đây mình sẽ tua nhanh qua một chút À, ok, đó, thì như vậy là mình đã có thêm cái phần lợi nhuận. Bây giờ các bạn hiện cái table fill list nhé. À, là like, fill list này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó có lợi nhuận. Các bạn kéo lợi nhuận vào đây. Đó. Thì như vậy mình sẽ có cái phần lợi nhuận. Ở đây cái lợi nhuận thì mình phải dùng cái hàm sum đúng không? Đó, các bạn đổi sang nó là sum. À, như vậy cái lợi nhuận của mình nó không phải là gì? Nó không phải là số à? Các bạn này chờ một chút mình xem nhé lợi nhuận mình sẽ chuyển về dạng số này hô làm đó nó chuyển về số đúng không Color lâu note Ồ, oh, các bạn lại chờ một chút Ok, bây giờ mình sẽ đóng cái này lại Các bạn xem cái phần lợi nhuận nhá Mình hiện cái Fill list Lợi nhuận mình sẽ đổi sang xong Ok đó. Như vậy mình đã xong cái phần doanh thu lợi nhuận Và chi phí đó Thì các bạn thấy không? rất là hay thì như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn phân tích và xử lý dữ liệu cho hàng chục triệu dòng trong gì ạ? bằng Excel đó thì cái dữ liệu mình áp dụng là các cái CSV thì sau này nếu như mà vì các bạn mở bằng folder rồi nhé thì nếu như các bạn có thêm một cái file nữa ví dụ à, các bạn có thêm một cái là năm 2024 hoặc 2023 phần 2 gì đó thì nó sẽ tự update vào đây đấy các bạn có thể kiểm tra thử nhé các bạn sẽ vứt vào hết vào đây thì nó sẽ tự nó ra thôi hoặc bây giờ các bạn ví dụ mình xóa một cái file này đi nhé Mình xóa một cái file này đi Thì nó sẽ không còn năm 2023 nữa Ví dụ các bạn Mình sẽ delete nhé Mình sẽ cắt này Can chân x mình cắt ra Mình sẽ vứt ra ngoài này Can chân v Đó, Thì ở đây nó sẽ không còn cái file của năm 2023 Bây giờ các bạn sẽ sang đây Các bạn refresh xem nó còn năm 2023 không nhé Thì lúc mà các bạn kéo năm vào đây này À, mình kéo khu vực ra thì nó vẫn có năm 2023 bây giờ các bạn refresh nhá các bạn nhớ chuột phải các bạn refresh lại này Đấy, các bạn chờ một nát Đó, thì nó sẽ cập nhật lại cái dữ liệu thì nó sẽ không còn năm 2023 nữa họ thì dữ liệu của mình hàng chục triệu dòng cơ Đó, thì như vậy là gì ạ? Các bạn chờ một lát thì nó sẽ mất cái năm 2023 và các bạn thấy không? Rất là hay. Thì đấy là cái ưu điểm là khi các bạn uh, sử dụng Power Query, đó thì khi cái dữ liệu nguồn nó thay đổi hoặc là nó thêm bớt ấy thì nó sẽ tự cập nhật nhé. các bạn chỉ cần refresh thôi. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhá. Xin chào và hẹn gặp lại